Ok anh em, rồi anh em nhé, chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay thì đang review tận cảnh chiếc xe của anh trai rất đẹp luôn, 110S, dán mạ chrome. Anh cho vào đây chứ? Đúng rồi, cho vào đây đúng rồi, cho vào đây. Đấy, hai anh em đang tận cảnh lắp thêm cái gương phụ nha các bạn nhá, để hỗ trợ cái điểm mù đằng sau thùng xe. Đấy, mình thấy thùng của anh rất là dài luôn. Con thùng này dài mấy mét đấy nhỉ? 5 mét anh? Đúng rồi, chuẩn luôn, anh bắt như thế đấy. Anh bo cho em. Anh bo tay là xong. Đấy, đúng rồi, chuẩn luôn. Anh cứ bóp chặt nó vào phát được. Đấy, đây anh hai anh em đang bắt cái anh bóp nữa thì bắt được. Anh bóp cho em tí nữa. Để vào đây cái kìm này. Con này kìm không anh? Bóp vào nữa anh. Đây để em vào này kìm nhá. Được không anh, được không? Đấy, đem sẻ ốc cho, ốc luôn nha. Em bóp vào tí nữa bạn. Đây, hôm nay thì mình đang nhờ anh bắt cho mình cái gương tròn hỗ trợ điểm mù các bạn nhé. Thùng của anh là dài 5 mét. Đấy, mặc dù đã lên cái tay gương hai gióng này rồi nhưng mà thùng vẫn rất là to. Vì ở Việt Nam thì các bạn biết là xe thùng bệ anh em hay cơi lưới để chạy quá tải chứ không như bên Tây. Nên ra là mọi người cũng phải hiểu là đây là những cái công cụ để hỗ trợ cái điểm mù. Đó các bạn thấy không, rất đơn giản luôn nhá. Đây là cái gương vuông bé và có tay sẵn rồi. Đây, hôm nay mình đang review cho bạn chiếc xe của anh trai này các bạn này. Dán toàn bộ là chrome các bạn nhá. Đấy, anh ấy có thể là phong thủy hợp với cái màu vàng. Đấy, và cái design rất là đẹp luôn. Đấy, cái này là màu sắc của mỗi anh em nhá. Đây, hôm nay thì mình mới thấy một chiếc xe design theo phong cách đỏ và chrome trên chỗ này nhá các bạn nhá. Chưa ai design cái này, hôm nay mình mới thấy các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Tay mở cửa anh cũng chơi mạ vàng luôn. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đây, cái này thì tí mình sẽ dán cho anh vào đây để che bớt cái lỗ mà anh nhìn lên cái tay gương. Đây, anh sẽ phải nhìn như lại. Đó. Không thì anh cho ra đây. Anh cho đây thì nó sẽ rộng hơn. Anh để lưới ra thôi. Anh lưới ra, anh để ra là được. Đó, các bạn thấy không? Các bạn đang ngắm toàn cảnh chiếc xe của anh trai nhá. Lumity 110S. À, các bạn thấy không, anh ấy rất chuộng màu chrome luôn. Đây, chuyên cơ mặt đất đây các bạn. Đây là thương hiệu của anh ấy các bạn nhá. Thương hiệu này là anh em rồi đang chuộng cái này các bạn ạ. Ở đây anh em đang chuộng cái này gọi là cái chất liệu Mecha. Đó các bạn thấy không, đây, anh em đang chuộng cái này. Đây là chiếc Liberty 110S nhá. Được design bởi màu vàng chrome. Đấy các bạn thấy không, màu vàng chrome này các bạn này. Đó, màu vàng chrome rất là đẹp luôn. Đây, gương vuông bé hỗ trợ. Bên lái thì gương bé hỗ trợ các bạn nhé. Còn bên phụ thì lên tay gương rồi thì bắt buộc anh em phải chơi cái gương bé. Đó, đây là thùng của anh trai này các bạn này. Thùng này thì chắc là anh trai giống với đương nhiên rồi. Vì cái kiểu cách thùng này mình thấy giống với đương nhiên lắm. Đấy các bạn thấy không? Đây cho anh em ngắm toàn cảnh này. À, bên sau này nó anh bị bục. Đây, đang bị rơi. Đó các bạn thấy không? Đang ngắm toàn cảnh chiếc xe của anh trai. Anh sẽ đi một vòng cho mọi người xem nhá, để xem có gì đặc sắc không và khác với những chiếc xe khác không thì mình sẽ review cho anh em xem. Đấy, mình đang hỗ trợ anh lắp cái gương tròn. Mình thấy tầm này đẹp rồi đấy. Đấy, tầm này chắc đẹp đấy. Đấy, tầm này bác tài nhìn ra chất. Ôi, lên dàn đèn nhìn đẹp ghê. Đấy, nó phải lên như này nhìn nó mới đẹp các bạn, rực rỡ mới đẹp. Ok không anh? Tầm ấy đẹp đấy em, tầm ấy đấy đẹp đấy anh ạ. Tầm ấy đẹp đấy anh ạ. Anh cho tầm ấy thôi. Tầm ấy đẹp rồi, anh mà cho ra nữa thì nhìn nó hơi thô. Tầm đấy thôi anh ạ. Không, anh cho tầm đấy, anh phải để nguyên như gì nó mới chuẩn, cho vào trong không nhìn thấy gì đâu. Đó các bạn nhá, ok cho các bạn. Đây còn cái này là mình sẽ dán vào đây cho anh như này. Sau khi lên xong cái tay gương hai dòng thì mình sẽ dán lại vào đây để che bớt cái lỗ của cái ốc nguyên bản. Đấy, ok ngon đấy ạ, ngon đấy. Thì em sẽ chặt lại cho. Thì em sẽ chặt đấy không? Anh cứ dán nó cái này. Anh bóc cho anh dán nó xong rồi. Đấy, đây là cái lỗ ở cái tay gương các bạn nhá. Thì anh em mình sẽ dán cái giấy đề can dày để che bớt cái lỗ bốn cái lỗ ở cánh cửa đi là xong. Đó, rất đơn giản luôn. Này, động cơ máy điện nó lọc gió rất là to các bạn nhé.
chiều kia anh ạ, chiều dọc anh dán chiều ngang ấy. Đúng rồi, anh dán như thế đẹp hơn anh ạ. Đấy, bên sau cái giấy này thì nó chỉ là một cái lớp giấy thôi, mà cái giấy này rất là dày các bạn nhá, giấy này cực dày luôn. Đấy, các bạn nhìn anh design cái màu vàng, các bạn nhìn thấy yêu không? Kiểu gì mai cái anh sẽ phải lên cái mũi gió, vì nếu đi như này thì nó sẽ bị bạc vào thùng. Đó, anh em yêu xe là phải ngắm vuốt chỉnh chu. Ok anh các bạn nhá, thế là xong cái dán đấy, các bạn thấy không? Thế gô này anh, ok anh. Này mình sẽ đưa cho anh trai chỉ gôn. Chưa về anh ạ. Không được. Con sâu rồi em ơi, chưa nhập. Không, của gôn anh ơi. Gôn thôi, đừng nhập IT. Dàn gôn này hơn, trong nhà em có IT đấy, nhưng mà anh dàn gôn nó đúng với đời hơn. Đúng với đời xe của anh hơn. Mighty thì là dán X8 thì hợp hơn. Đấy, chỉ gôn nha các bạn nhá. Anh cứ căn từ cái biển này của anh lên này, chứ Thùy này chéo chéo sang. Đấy, đây là anh trai đang căn các bạn nhá. Đấy, căn để cho nó đẹp luôn. Đây, đây là cái chữ gôn các bạn nhé, rất đơn giản thôi. Cái chữ này thì anh em cứ một bóc ra dán vào thôi. Các bạn lưu ý dán hết sức cẩn thận nhá, dán phát là chết luôn này anh ạ. Không bóc được ra đâu. Con này dán phát là chết luôn đấy, không thể bóc ra nổi đấy các bạn nhé. Các bạn phải lưu ý là chưa đẹp luôn. Căn chỉnh các thứ cẩn thận, rất cẩn thận luôn. Đó, bạn nhá. Xuống dưới tí anh ạ, xuống dưới tí. Xuống dưới một tí nữa. Rồi, đầu này anh cho xuống dưới một tí. Đầu này anh cho xuống dưới một tí. Đầu này, đầu kia để nguyên anh ạ. Đầu này anh thấp xuống một tí. Đầu tay anh thấp xuống một tí nữa. Thấp xuống một tí nữa anh ạ. Rồi, cân rồi. Ok anh ơi, cân rồi. Ok. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn lưu ý nhá. Cái chữ gôn này mà dán ấy, toàn bộ cái đồ xịn này của nó keo 3M rất chắc. Các bạn dán một phát là chết luôn, coi như là gần như là không có thể xử lý được luôn. Không móc ra được các bạn nhá, trừ anh em phải cầm máy sấy tóc các bạn sấy nóng lên thì các bạn có thể là bóc nó ra được, không thì các bạn gần như không bóc được luôn. Đấy, bên trong cabin thì mình thấy anh cũng độ rất là nhiều đồ chơi các bạn nhá. Đấy, đây. Mình xin phép là mở cabin cho các bạn ngắm qua này. À, cabin của anh ấy rất là yêu màu vân gỗ các bạn, toàn vân gỗ trong cabin. Đấy, lên hết đồ chơi rồi các bạn này. Đây, chúng chế giường các bạn nhá. Bộ bọc vô lăng thái luôn. Ok, mình chỉ quay qua cho mọi người xem thôi. Đấy, ok cho các bạn. Buổi tối mà thằng nhân là thôi, mình quay qua cái cabin thôi. Nếu có buổi ngày thì mình sẽ quay cho các bạn xem kỹ hơn. Đấy, rất đẹp rồi nhá. Thank you anh trai rất nhiều luôn. Ok, có gì anh em ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Ok cho các bạn. Rồi. Đấy, giờ mình đã có review cho anh em xem chiếc xe rất đẹp luôn. Rồi có gì anh em. Ok anh, có gì anh em ủng hộ mình nha các bạn nhá. Anh yêu anh trai rất nhiều.